Hellcat. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn cho tất cả mọi người cách thay đổi màu icon trên iPhone nha, và không cần phải ra break. Thì cách này rất là hiệu quả, nhưng mà nó chỉ là mặc hệ thống thôi. Thì nó là hệ thống nhưng chúng ta sẽ không thể thay đổi nha. Ok, đây các bạn có thể vào này, vào phần giới thiệu này. Máy mình là 12.4 nha. Thì cách này áp dụng được tất cả các máy nha. Ok, đầu tiên thì mọi người sẽ vào phần cài đặt chung. Mọi người sẽ kéo phần trợ năng và sẽ chọn vào phần thích ghi màn hình. Đây nó sẽ có cái phần đảo ngược màu này. Thì có hai phần là đảo ngược thông minh và đảo ngược cổ điển. Thì đảo ngược thông minh thì những cái ảnh với một cái ứng dụng sẽ không phải đảo ngược nhá. Còn đảo ngược cổ điển là tất cả sẽ đảo ngược hết. Đây, ví dụ bật lên này. Đây các bạn có thể thấy này, tất cả đã đảo ngược hết này. Nhìn dính vào P3 rất là đẹp. Liên quân mobile. Ảnh thì các bạn vào ảnh thì nó sẽ đảo ngược luôn. Ok. Thì bây giờ mình sẽ kéo xuống phần bộ lọc màu này. Bật lên này. Màu lục đỏ này, rất là nhiều màu nhá. Để chọn thì đây nó chuyển sang màu đỏ hồng rồi. Đỏ hồng nhá. Bây giờ màu lam vàng. Đấy, cho mắt. Đấy, mọi người thấy không? Lam lam vàng vàng, nhìn Facebook, nhìn Facebook rất khác biệt luôn. Rồi bây giờ sẽ là phần lục đỏ này. Rồi mọi người thấy này, hồng này, rất là đẹp. Ok, thì chúng ta sẽ có thể tình chỉnh cái đảo ngược màu này, có thể không đảo ngược màu ảnh này. Nó sẽ đây đảo ngược thông minh, đảo ngược các màu của màn hình ngoại trừ ảnh, phương tiện và một số ứng dụng sử dụng các kiểu màu tối. Những cái màu tối thì nó sẽ không đảo ngược nha. Còn đảo ngược cổ điển thì nó sẽ đảo ngược tất luôn. Đây bộ lọc màu này. Bộ lọc màu thì nó sẽ có tất cả. Sau đó thì các bạn sẽ thoát ra ngoài. Kéo lên phần trung tâm kiểm soát. Chọn là tùy chỉnh điều khiển. Đó. Thì nó sẽ, đầu tiên nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ tìm cho mình đến cái phần phím tắt trợ năng này. Đấy, các bạn ấn dấu cộng. Đó, như vậy là xong. Bây giờ các bạn, nếu mà các bạn muốn đổi màu luôn, các bạn chỉ cần kéo này. Ở đây nó sẽ có cái hình người giang tay này, cứ chọn vào. Nên chắc có phần đảo ngược cổ điển và đảo ngược thông minh, thì mọi người có thể chọn bất kỳ cái nào đều được. Đó. Đấy, khi chúng ta muốn tắt thì như này. Thế là xong. Ok nhá. Rất là đơn giản, thì mình đã vừa hướng dẫn mọi người cách đảo ngược màu, thay đổi màu icon trên iPhone mà không cần phải ra break nhá. Thì cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau nha. Thank you mọi người.